Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau hơn một tháng bị em chồng nguyên đại tá công an và cháu ruột dùng búa đinh tấn công khiến người chồng phải nhập viện cấp cứu rồi qua đời, bà Cao Thị Hoan, sinh năm 1975, xóm 4, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, vẫn chưa ngồi ngoài đau xót kể lại sự việc. Ông Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1958, nguyên đại tá công an, công tác tại một cơ quan an ninh của Bộ Công an, nghỉ hưu từ năm 2017. Sau bao năm, ông Tuấn không về thăm nom, chăm sóc bố mẹ già, chẳng quan tâm gì đến ông Nguyễn Mạnh Hồng, sinh năm 1957, là anh ruột ông Tuấn. Thậm chí những người hàng xóm ở gần đó gần 20 năm cũng không hề hay biết ông Hồng có người em ruột là đại tá công an. Tuy nhiên, cách đây khoảng hơn 2 năm, khi giá đất đai ở khu vực huyện Vân Đồn có chiều hướng gia tăng, đột nhiên vợ chồng ông Tuấn về chơi rồi tỏ ra quan tâm, động viên chồng bà Hoan phải chịu khó ăn uống, bồi dưỡng sức khỏe, nghỉ ngơi và mong muốn anh em gần gũi đoàn tụ với nhau. Bà Hoan chia sẻ, thấy vậy anh Hồng mừng lắm, còn đi khoe với cả xóm. Lúc này mọi người mới biết anh Hồng có người em trai là ông Tuấn. Một thời gian sau, vợ chồng ông Tuấn về đặt vấn đề thỏa thuận với vợ chồng bà Hoan, tự bỏ tiền xây dựng một ngôi nhà trên mảnh đất vợ chồng bà đang sinh sống 18 năm qua. Ngôi nhà này xây cạnh nhà vợ chồng bà Hoan đang ở để làm nhà từ đường, thờ cúng tổ tiên và là nơi để vợ chồng bà sinh sống phụng dưỡng bố mẹ già. Sau khi ngôi nhà xây xong, ông Tuấn không thực hiện như những gì đã thống nhất với vợ chồng bà Hoan, mà khóa cửa rồi bỏ về Hà Nội, không cho vợ chồng bà Hoan chuyển đồ đạc vào sinh sống. Tuy nhiên, do là nơi thờ cúng tổ tiên nên ông Hồng đã mở cửa nhà để hàng ngày vào hương khói quét dọn nơi thờ tự. Bà Hoan cho biết, bắt đầu mảnh đất nêu trên có diện tích 1.500m², được bố mẹ đẻ ông Hồng mua với giá 50 triệu đồng, mục đích cho vợ chồng ông Hồng sinh cơ lập nghiệp. Nhưng hồ sơ vẫn lấy tên bố mẹ đẻ ông Hồng. Sau đó vợ chồng ông Hồng phát hoang vườn đồi, nhận chuyển nhượng lại của người dân địa phương trên 7.000m², cạnh mặt đường trục huyện, vị trí khá đắc địa. Lâu nay vợ chồng bà mở hàng ăn, trồng trọt, chăn nuôi. Khoảng 11 giờ ngày 9 tháng 3, vợ chồng bà Hoan đang làm ở ngoài quán, gần cổng ra vào, thì hai bố con ông Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Đức Bình cùng hai người đàn ông khác đi xe ô tô đến. Ông Tuấn lên giọng hỏi vợ chồng bà Hoan về việc ai mở khóa cửa nhà từ đường, bát hương vứt đi đâu. Khi vợ chồng bà Hoan chưa kịp trả lời thì ông Tuấn tát bà Hoan. Thấy vậy ông Hồng nói, mày làm như thế không được rồi. Lập tức ông Tuấn lao vào táng ông Hồng với sự giúp sức của con trai ông Tuấn và hai người đàn ông đi cùng. Thấy vậy bà Hoan kêu lên, dân làng ơi, cướp cướp. Lập tức bị Nguyễn Đức Bình cùng hai người đàn ông đi cùng lao vào khống chế, ghi chặt, bẻ tay ra đằng sau. Nguyễn Đức Bình lục soát lấy đi hai chiếc điện thoại của vợ chồng bà Hoan. Sau đó Bình quay sang hỗ trợ ông Tuấn táng ông Hồng. Họ dùng búa đinh táng nhiều nhát vào đầu, hai đầu gối, hai mắt cá chân, hai đầu vai ông Hồng. Còn Bình dùng chân tay phang liên tục vào mặt, vào ngực bác ruột của mình. Chưa dừng lại ở đó, họ lôi hai vợ chồng bà Hoan từ ngoài ngõ vào trong nhà vợ chồng bà sinh sống. Vừa đi họ vừa ra đòn với vợ chồng bà Hoan, kèm theo những lời chửi bới lăng mạ. Đồng thời họ khóa trái cổng, không cho hàng xóm vào can ngăn. Vào nhà, họ đóng cửa, tiếp tục tra hỏi, ra đòn chửi bới vợ chồng bà Hoan. Tên Bình nói mảnh đất này là của ông nội hắn. Ông Hồng lên tiếng giải thích thì họ không cho nói và lao vào tiếp tục ra đòn. Mặc dù bà Hoan xin chúng cho bà băng bó vết thương, ngăn huyết chảy cho chồng vì ông Hồng mới đi bệnh viện về bị loãng huyết, nhưng chúng nhất quyết không thà. Bà Hoan đau xót kể, chồng tôi ôm ngực nói, bác vừa đi khám bệnh về, huyết loãng lắm, đừng ra tay với bác nữa. Tên Bình nói, ai là bác cháu gì với mày, tao cho mày nói lại. Họ tiếp tục tra hỏi vợ chồng ông Hồng về bản vẽ thiết kế ngôi nhà từ đường để ở đâu. Ông Hồng nói gửi ở nhà một người khác. Sau đó họ viết sẵn giấy nhận nợ 3,7 tỷ đồng và yêu cầu vợ chồng bà Hoan ký nhận nợ, trong khi ông Hồng đang bị thương tích và đau đớn.
Trước sự an nguy đến tính mạng của bản thân, vợ chồng bà Hoan đành phải ký nhận nợ vào giấy nhận nợ viết sẵn của bố con ông Tuấn. Sau khi có giấy nhận nợ, bốn người họ bỏ đi tìm bản vẽ thiết kế và đe dọa. Nếu tìm không thấy và vợ chồng bà Hoan báo công an thì họ sẽ quay lại sát hại vợ chồng bà Hoan. Khi họ đi khỏi, vợ chồng bà Hoan lê lết sang nhà hàng xóm nhờ người báo công an và đưa vợ chồng bà Hoan đi cấp cứu. Sau đó, công an xã Hạ Long và công an huyện Vân Đồn đến lập biên bản, thu thập chứng cứ, phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Về phía nạn nhân, sau khi sơ cứu tại bệnh viện huyện Vân Đồn, ông Hồng phải chuyển lên bệnh viện đa khoa Quảng Ninh, rồi tiếp tục phải chuyển lên bệnh viện Bạch Mai Hà Nội cấp cứu, điều trị do vết thương quá nặng lại có tiền sử bệnh lý. Đến ngày 10 tháng 4, ông Hồng được chuyển về bệnh viện đa khoa Quảng Ninh tiếp tục điều trị trong tình trạng bị nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng, chấn thương hàm, mặt, xơ gan. Đến ngày 12 tháng 4, do sức khỏe suy yếu, gia đình xin đưa ông Hồng về nhà và ông đã qua đời. Anh T, một nhân chứng gần hiện trường cho biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, anh nghe thấy tiếng cãi vã xô xát bên nhà ông Hồng. Nhưng do đang dở việc nên anh không kịp chạy sang can ngăn, nên không biết nhóm người kia ra đòn với vợ chồng ông Hồng ra sao. Khoảng hơn một tiếng sau, công an xã Hạ Long và công an huyện Vân Đồn mới có mặt xử lý vụ việc. Tuy nhiên, theo báo cáo của công an huyện Vân Đồn với công an tỉnh Quảng Ninh, khoảng 14 giờ cùng ngày, tức sau khoảng 3 tiếng, công an huyện Vân Đồn mới nhận được tin báo vụ việc nêu trên. Cũng theo báo cáo của công an huyện Vân Đồn, sau khi ông Hồng qua đời tại nhà ngày 12 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vân Đồn phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ninh khám nghiệm thi hài đối với ông Hồng. Ngày 16 tháng 4, Trung tá Vũ Đình Khải, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ninh có kết luận nguyên nhân ông Hồng qua đời là do suy đa tạng, do bệnh lý xơ gan cổ trướng và chấn thương vùng mặt và hàm mặt đã điều trị. Bà Cao Thị Hoan, vợ ông Hồng có tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích là 1%. Ngày 18 tháng 4, bà Lương Thị Ánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Ninh cho biết, vợ chồng ông Hồng là người hiền lành, chịu khó lao động, làm ăn lương thiện. Từ trước đến nay, gia đình ông Hồng chưa từng đề nghị với chính quyền địa phương giải quyết vấn đề gì liên quan đến tranh chấp đất đai. Mảnh đất vườn đồi nêu trên là do vợ chồng ông Hồng sinh sống, lập nghiệp từ nhiều năm qua, không có tranh chấp đất đai với ai. Tại phiên tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử tuyên hai bị cáo đồng phạm tội cố ý gây thương tích, xử phạt Nguyễn Anh Tuấn 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng, bị cáo Nguyễn Đức Bình 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng. Đồng thời, hai bị cáo phải liên đới bồi thường cho gia đình bị hại hơn 112 triệu đồng. Do có kháng cáo của bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Đức Bình và bị hại Cao Thị Hoan, vợ ông Nguyễn Mạnh Hồng, người đại diện hợp pháp của bị hại Nguyễn Mạnh Hồng là chị Nguyễn Thị Huyền Trang, con gái ông Hồng, nên Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án này vào ngày 5 tháng 7. Sau phiên tòa sơ thẩm, luật sư Huỳnh Mỹ Long, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Tâm Trí, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, người đồng bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại Nguyễn Mạnh Hồng cho biết, trong vụ án này, cơ quan điều tra chưa làm rõ được lai lịch và vai trò của hai người đàn ông đi cùng hai bố con bị cáo từ Hà Nội về Vân Đồn. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng chưa thu giữ để làm rõ được hai chiếc điện thoại bị hại khai bị cáo Nguyễn Anh Tuấn đã lấy. Đặc biệt, cơ quan điều tra chưa thu giữ được giấy nhận nợ mà bị cáo Tuấn viết bắt ép vợ chồng bị hại ký nhận nợ. Đây là một bản án mà gia đình bị hại và luật sư đều không ngờ tới. Phiên tòa sơ thẩm đã không xem xét đến một số tình tiết, hành vi, những nhân chứng, vật chứng, tài liệu liên quan, nên hội đồng xét xử tuyên án không tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo. Do đó, gia đình bị hại làm đơn kháng cáo theo quy định. Quá trình điều tra, Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Đức Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi nêu trên. Sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Đức Bình đã tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả với tổng số tiền 400 triệu đồng để chữa trị cho vợ chồng ông Hồng. Căn cứ kết quả điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Vân Đồn xác định hành vi nêu trên của các bị can Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Đức Bình đã phạm vào tội cố ý gây thương tích quy định tại điểm D khoản 2 với tình tiết định khung quy định tại điểm A khoản 1, điều 134 Bộ Luật Hình sự. Do đó, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Vân Đồn quyết định truy tố ra trước Tòa án Nhân dân huyện Vân Đồn để xét xử các bị can Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Đức Bình về tội cố ý gây thương tích theo điểm D khoản 2, điều 134 Bộ Luật Hình sự.
ngày 5 tháng 7 năm 2019, sau thời gian xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm cho rằng bản án cấp sơ thẩm tuyên là có cơ sở, đúng quy định của pháp luật nên bác toàn bộ nội dung kháng cáo của bị cáo cùng bị hại. Y án tuyên phạt bị cáo Tuấn 30 tháng tù, bị cáo Bình 24 tháng tù, cho cả hai bị cáo được hưởng án treo và thử thách 60 tháng và 48 tháng. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.